Người mà các bạn đợi đã đến rồi đó. Làm tốt lắm. Quá khen. Nhưng cô gái đó là ai vậy? Thành lệnh mới của Empire hả? Sao tôi chưa thấy qua? Không, của Eva. Nhưng mà anh Bách, giữa Empire và Eva... Đây là lần đầu tiên cô đóng phim có phải không? Thật ra thì mình đã biết đến công việc này từ vài năm trước rồi. Trong quá trình du học, ngoài giờ học ra, tôi có tham gia một số vai quần chúng. Vậy có thể nói vai Thiên Vân này vai lớn nhất từ trước tới giờ của cô phải không ạ? Với tôi không có vai diễn lớn hay nhỏ, mà chỉ có diễn viên lớn hay nhỏ thôi. Đồ cũng đẹp đó. Nhìn là biết đồ cao cấp rồi. Nhưng công ty không chi trả những khoản này cho cô đâu. Mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đâu có dám phiền đến công ty. Cô được lắm. Chỉ là gia nữ thứ mà dám lấn át gia nữ chính. Mà cũng phải cảm ơn chị vì đã sắp xếp cho tôi xuất hiện cuối cùng thôi. Cô Nhã Đan, chúc mừng em. Giới thiệu với chị, đây là chị Trang, là talent manager của công ty em. Chào cô. Chào chị. Đón xem Chọc Tức Vợ Yêu lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.